sức khỏe khá tốt. Ngày 28 tháng 10 năm 2019, thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 15 tháng tuổi quê ở tỉnh Cà Mau bị u vùng hốc mũi đầy lồi mắt rất hiếm gặp. Trước đó, bệnh nhi ngày càng lồi mắt trái, nghẹt mũi bên trái không thở được, diễn tiến nặng dần. Sau khi thăm khám tại hai bệnh viện, phát hiện bệnh nhi có khối u hốc mũi nên chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ xác định khối u kích thước khoảng 3-4 cm, lấp kín vùng mũi trái của bé. Khối u có nhiều mạch máu, gây biến dạng và hủy xương sàn, hủy xương thành trong hốc mắt trái và một phần nền sọ, đè ép các cấu trúc hốc mũi, chèn ép đỉnh hốc mắt. Kết quả sinh thiết u lành tính, các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi lấy trọn khối u. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thúy, trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh, u vùng mũi xoang kích thước lớn có thể xâm lấn xung quanh như mắt, sọ não, sàn sọ. Ở trẻ em, triệu chứng bệnh thường không đặc hiệu. Một số biểu hiện thường gặp là tắc nghẽn không thở được bằng đường mũi, chảy máu mũi, sổ mũi. Khi u lớn bắt đầu lộ ra ngoài, có thể thấy u ở trong hốc mũi, chèn ép xung quanh gây lồi mắt, nhìn đôi, đang đi có thể chập choạng, nhìn mờ, dễ té ngã, chảy nước mắt, mờ mắt, thậm chí mù mắt. Khi trẻ có các triệu chứng ở mũi, cần đưa đến các cơ sở y tế để có thể được nội soi tầm soát, tránh để lâu gây nhiều biến chứng khó trị.